Kính thưa quý khán thính giả, một phái đoàn gồm cựu Đại tướng Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, cựu Đô đốc Trần Văn Chơn, cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình cùng quan khách và một số truyền thông đã đến tham quan Viện Bảo tàng Việt Nam tọa lạc tại số 1650 Central Road, thành phố San Jose lúc 3 giờ chiều ngày 21 tháng 4 năm 2013. Chúng tôi được cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm cho biết quan điểm của ông về ngày 30 tháng 4. Đối với tôi đó là ngày quốc hận, là một cái ngày đó không bao giờ quên hết. Có nhiều người muốn thay đổi cái ngày này đó, tôi nghĩ đó họ đã sai lầm. Cái này đã đi vào trong lịch sử. Ngày quốc hận đó sẽ mãi mãi ở trong lòng những người Việt lưu vong ở tại đất Mỹ. Tôi nghĩ đó một thời gian sắp tới đó, người Việt Nam ở hải ngoại đó sẽ, nhất là thế hệ trẻ, sẽ tranh đấu cho một nước Việt Nam không còn dưới chế độ độc tài cộng sản nữa. Và tôi tin tưởng những công việc đó đó sẽ thành công. Một ngày nào đó, nước Việt Nam ta đó sẽ trở lại thành một nước tự do dân chủ thật sự. Dạ thưa ông, thì qua đến mỗi kỳ mà 30 tháng 4 thì ông có những kỷ niệm nào mà để ông đáng nhớ nhất ạ? Kỷ niệm 30 tháng 4 đó, ai cũng có một kỷ niệm riêng hết, là cái ngày đau buồn của đất nước, mất mát hết, tất cả đều mất mát hết. Phái đoàn được cựu Đại tá Vũ Văn Lộc hướng dẫn tham quan Viện Bảo tàng Việt Nam. Mời quý vị xem trích đoạn sau đây. Dứt cờ Huế năm Thân. Sau khi mà đánh các nơi giải tỏa hết rồi đó, đây là những cái tượng mà anh em ở trong tù mà chôn cất nhau. Còn cái này đó là cái mô hình của nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Đây, nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Đấy. Còn cái này đó tôi nghĩ là có thể liên trường biết được huy hiệu là Drago, là của các đơn vị chiến đấu ở chiến trường Đông Dương. Cái này ấy là chỉ có liên trường nhìn mới biết đọc được. Đây nó có cả cái huy hiệu của cái Bình Xuyên này, quân đội quốc gia Bình Xuyên này, Hòa Hảo này, cái này là GM Công Tum. À, các đơn vị để dù toàn một Việt Nam mỗi lần vấn đề anh Tư cũng có để trường ba, trường ba dạ, trường ba dạ rồi dạ dạ tích cực. Giá mới cứ vợ giống anh ở dưới này. Đó, đó. Cái vợ giống như anh Vũ Văn Lộc. Tôi thì tôi tưởng đồng bộ ở Bạc Liêu, thành nó mới cứ vợ Bạc Liêu. Bên này em đi chuyển là cái hình ảnh của những người ở trong trại tù cả. À, trong trại tù cũng chẳng đó. Đây, đó. Mà trong này đó, có hình của ông Trơn bên này. Đang ngồi bên này đó, có hình của ông Trơn bên này. Đấy. Thiền á, ngồi thiền á. Đấy, mỗi một cái quân binh chủng nữa, nó đều có một cái bộ quần áo khác nhau hết. Nhiều ông mà sang đến bên này cũng không nhận ra hết, bởi vì chỉ biết được một góc thôi. Đó. Đấy. Sư đoàn 7 của tôi à? Đấy, sư đoàn 7 nè. Đấy, đấy, ok đấy. Sư đoàn 7, sư đoàn 21 đó. 21 kìa. 21 kìa. Đó, sư đoàn 7, sư đoàn 21. Đấy. Sư đoàn này đầu tiên đi thao dược ở ngoài Trung. Đúng rồi. À, Mỹ mới tổ chức theo sư đoàn mẫu. À, thao dược cấp sư đoàn đấy đầu tiên. Đầu tiên. Còn cái sư đoàn kia đó thì cứu ung diệm ở thủ đô 21. Cứu ung diệm đó. Này trên kia đó tôi có bằng cái bộ quần áo này, bộ quần áo của ông hải quân kìa, hải quân Nguyễn Văn Lịch kìa, là ông tôi rất biết đấy, áo của ông Lịch đó đấy, có hình ở giữa này thì là cái áo của ông cục trưởng cục quân vận. À. Rồi áo bên này là của ông không quân Nguyễn Xuân Vinh. Ba ông đại tá mà ba cái binh chủng. À. Góc bên này là của một ông nhảy dù đánh trận Điện Biên Phủ, bên này bên anh hải quân. Đó. Còn cái bộ quần áo này thì là bộ quần áo của một anh lính kèn quốc gia ở trong quân đội Pháp là 550. Bộ quần áo này 550. Có cái sapo kia như trở biết sapo được rút đấy, cái kẹp đấy.
Và lúc mà ông Bảo Đại mới về thì ông ấy là quân đội quốc gia mà vẫn còn là Tây đấy, cho nên đeo thêm cái vàng ba gạch ở trên góc. Đấy, lúc đó là đơn vị còn là Pháp. Đấy, rồi sau đó thì mới chuyển ra thành đơn vị quốc gia. Và đi trưởng thấy ở đây là toàn là nữ quân nhân xinh đẹp. Thấy không? Hôm nay không có đưa ra nhé, coi anh Bùi Đức Lạc, bộ quần áo thì Bùi Đức Lạc. Cái áo kia của đại tá Phạm Văn Trung, còn cái áo này là của đại tá Hà Mai Việt. Cái khu này đó, như trưởng, là tôi làm một cái bản đồ này. Bản đồ này bằng gang. Mà có cái ý nghĩa là cảm ơn toàn thế giới đã nhận các thuyền nhân bằng gang. Mà trong này không có biên giới, để chỉ rõ là những nước ở trên thế giới này nhận cái người Việt Nam thuyền nhân đấy, nghĩa là họ giang tay ra nhận mà không có nề hà là cái biên giới ai cả. Và đặc biệt cái bản đồ này đó tôi làm đó là đem cái Thái Bình Dương vào chính cái bản đồ nào cũng vậy đó, của Mỹ hay là của các thế giới in đấy, cái Thái Bình Dương nó bị chia đôi thành một bên bên này bên bên này, ở đây mình đưa Thái Bình Dương nó vào giữa. Cái hình ảnh này là hình ảnh trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là cấp bậc mà ông cũng thích nhất phải không? Trung úy là ngon lành nhất. Bây giờ liên trưởng có thể nào lên được 20 bậc thang nữa không? Đi chụp cũng được. Rồi đi chụp vài ông nữa. Ráng đi. Cái này rồi. Hay lắm đấy. Hay vậy nha. Tiếp anh em bạn. Quỷ lợi á. Sao? Đấy giờ đại tướng tổng tư lệnh đi theo bước rồi. Ông lên trên đó được là chứng minh đấy chứ. Vỗ tay. Vậy là đọc cái bài của tùy viên là công an viên đó thấy không? Đấy. Cái này là lịch sử. Rồi. Tiếc là ông chết rồi. Đây này. Súng này nha. Đấy. Cây này là tôi phải khoe cái collection của tôi, ông nhìn thấy không? Cái bộ súng của tôi. Bộ súng này đã được giải tỏa rồi, thành ra bắn không có chết, cho nên Obama đồng ý, ok. Ok. Đấy. Cái này đấy, cái bộ này đây, coi nha. Này. Cái này nha, chẳng hạn như là chỉ nha, ông nhìn thấy không? Cái này là của trung tâm tiếp nhất kinh tạng này, Pano này. Đó. Hay quá rồi. Nhìn thấy, cái này là một bộ huy chương mà không ở đâu có được. 26 năm collection. Những cái huy chương này đó, bên này đó là bên huy chương bên quân sự. Cái bên này đó là huy chương bên dân sự. Trưởng nghĩ thế nào về cái lưu dụng này? Cái này đó, tôi xem qua đó, thật là tôi rất cảm động. Bởi cái này đó, nó quý cái chỗ là gì? Cho những cái thế hệ mai sau con cháu mình nó lớn lên đó, nó mới biết tại sao ông bà của nó đó ở tại nước Mỹ, thành cái ngày mà mình nghĩ là mất nước đó mới có đi qua đây, thì cái chuyện đó là cũng như tiếp nối cái truyền thống của nước Mỹ. Những mấy thế kỷ trước đó cũng biết bao nhiêu người qua nước Mỹ đi tìm tự do, mình cũng vậy, mà con cháu mình đó, nó đâu có hiểu. Nếu không có những cái di tích lịch sử như thế này đó, làm sao nó biết được? Cái đó cái công ơn lớn lắm. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi sang cái chỗ kế tiếp rồi. Lâu ơi, cảm ơn đại kỳ công đó nha. Dạ. Thế là con cháu chúng mình á luôn luôn giếng này sẽ nhớ công mình. Dạ, cảm ơn. Rồi. Lúc 4 giờ chiều, phái đoàn rời Việt Museum lên đường đến viếng đài kỷ niệm chiến sĩ Hoa Kỳ hy sinh tại Việt Nam, cách nơi đây khoảng 10 phút lái xe. Đài kỷ niệm những người con của San Jose được khánh thành hôm 30 tháng 3 năm 2013, có chiều cao 1m8, dài gần 4m, ghi tên của 142 chiến binh đã hy sinh tại chiến trường Việt Nam. Đấy, các quân binh chủng. Đây, Navy, Army đủ hết rồi. Army hết rồi. Hải lục không quân. Hải lục không quân, có cả đấy. Và cái này nó, cái ủy ban này làm tốn kém gần 100.000, 70 mấy ngàn, để tổng cộng lên 100.000. Ông Vũ Văn Lộc cho biết ý nghĩa của chuyến viếng thăm này. Thưa quý vị, ở đây là các niên trưởng đến thăm cái gọi là cái tượng đài kỷ niệm 142
chiến binh sinh trưởng ở San Jose đã hy sinh trên chiến trường ở Việt Nam. Chúng tôi rất là hân hạnh để được giới thiệu với quý vị quý niên trưởng Đô đốc Trơn, Đại tướng Khiêm, Thiếu tướng Bình và tất cả các thân hữu đến đây để mà gọi là bày tỏ tấm lòng đối với lại những người trai của San Jose mà 40 năm về trước đã hy sinh tại Việt Nam. Sau khi chụp hình lưu niệm, mọi người tiếp tục lên đường đến địa điểm thứ ba để xem trước cuộc triển lãm do IRCC tổ chức tại Lầu 5, Thư viện King Downtown San Jose sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến 30 tháng 5 năm 2013. Ông Vũ Văn Lộc cho biết mục đích của cuộc triển lãm này. Cuộc triển lãm này đặc biệt là dành cho tháng 4 và đồng thời nữa, tháng 4 là tháng quốc hận đau thương, nhưng mà tháng 5 đó là tháng được tuyên dương là tháng của Á Châu Thái Bình Dương. Thành cái triển lãm này là làm tháng 4 và tháng 5. Mà mục đích chính là triển lãm này là dành cho 35.000 sinh viên của trường Đại học San Jose State trong, như vậy là trong 45 ngày, để các em lên đây lần lượt học hỏi để biết về chiến tranh Việt Nam và thuyền nhân Việt Nam. Cho nên cái này nó có cái tựa đề là từ chiến tranh Việt Nam tới thuyền nhân tị nạn. Và hôm nay các niên trưởng đến đây hiện diện để mà coi như là coi trước ngày thứ tư tuần tới thì sẽ có khánh thành chính thức ở đây, với lại các viện trưởng và các giáo sư và sinh viên sẽ khánh thành cái phòng triển lãm này. Đây là lần đầu tiên có một cái phòng triển lãm mà gọi là chiến tranh Việt Nam và thuyền nhân Việt Nam mà nhìn từ phía Việt Nam Cộng Hòa, để mà cho các em sinh viên ở đây đã có 25% là sinh viên Á Châu, trong đó có vào khoảng 5.000 sinh viên Việt Nam, mà trong số sinh viên Việt Nam này ấy, cũng có độ chừng 500-600 sinh viên Việt Nam từ Việt Nam qua học bên này, thì để các em nó biết rõ những cái thực sự của cái cuộc chiến và những cái hoàn cảnh nào mà những người tị nạn Việt Nam lưu lạc tới xứ người ở đây, và đặc biệt là các sinh viên Mỹ hay sinh viên các quốc gia Á Châu để biết được cái này. Thủ tướng xin cho biết là năm nay cụ được bao nhiêu tuổi ạ? Nghe không được, sao tại nghe không được. 89 tuổi. 89 tuổi, 89 tuổi. Thế còn ông Đô đốc năm nay bao nhiêu tuổi? Mới có 93. Mới có 93. Mới có 93, còn Thủ tướng Bình. Người mới 82 thôi. 82. Vậy là ông Vũ Văn Lộc chắc trẻ nhất ạ. Tôi là 80. Mọi người chia tay ra về lúc 6 giờ chiều cùng ngày. Mỹ Lợi tường trình từ San Jose. Kính thưa quý khán thính giả, một phái đoàn gồm cựu Đại tướng Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, cựu Đô đốc Trần Văn Chơn, cựu Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình cùng quan khách và một số truyền thông đã đến tham quan Viện Bảo tàng Việt Nam tọa lạc tại số 1650 Centro, thành phố San Jose lúc 3 giờ chiều ngày 21 tháng 4 năm 2013. Chúng tôi được cựu Thủ tướng Trần Thiện Khiêm cho biết quan điểm của ông về ngày 30 tháng 4. Đến ngày 30 tháng 4 ạ. Đối với tôi đó là ngày quốc hận, là một cái ngày đó không bao giờ quên hết đó. Có nhiều người muốn thay đổi cái ngày này đó, tôi nghĩ đó họ đã sai lầm. Cái này đã đi vào trong lịch sử. Ngày quốc hận đó sẽ mãi mãi ở trong lòng những người Việt lưu vong ở tại đất Mỹ. Tôi nghĩ đó một thời gian sắp tới đó, người Việt Nam ở hải ngoại đó sẽ, nhất là thế hệ trẻ, sẽ tranh đấu cho một nước Việt Nam không còn dưới chế độ độc tài cộng sản nữa. Và tôi tin tưởng những công việc đó đó sẽ thành công. Một ngày nào đó, nước Việt Nam ta đó sẽ trở lại thành một nước tự do dân chủ thật sự. Dạ thưa ông, thì qua đến mỗi kỳ mà 30 tháng 4 thì ông có những kỷ niệm nào mà để ông đáng nhớ nhất ạ? Kỷ niệm 30 tháng 4 đó, ai cũng có một kỷ niệm riêng hết, là cái ngày đau buồn của đất nước, mất mát hết, tất cả đều mất mát hết. Phái đoàn được cựu Đại tá Vũ Văn Lộc hướng dẫn tham quan Viện Bảo tàng Việt Nam. Mời quý vị xem trích đoạn sau đây. Dựng cờ với năm thân. Sau khi mà đánh các nơi giải tỏa hết rồi đó, đây là những cái tượng mà anh em ở trong tù mà chôn cất nhau,
Còn cái này đó là cái mô hình của nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Đây, nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Quỹ lợi á là đấy giờ đại tướng tổng tư lĩnh đi theo bước lên. Ông lên trên đó được là chứng minh đấy chứ. Đọc cái bài của tùy viên là cao văn viên đó thấy không? Đấy. À. Đấy. Cái này là lịch sử. Rồi. Tiếc là ông chết rồi. Đây này. Súng này nha. À. Đấy. Cây này là tôi phải khoe cái collection của tôi, ông nhìn thấy không? Cái bộ súng của tôi. Bộ súng này đã được giải tỏa rồi. À. Thành ra bắn không có chết cho nên Obama đồng ý ok. Ok. Đấy. Cái này đó. Cái bộ này đây. Coi nha. Này. Cái này nha, chẳng hạn như là chỉ nha, ông nhìn thấy không? Chung cái này là của trung tâm tiếp liệt kinh tạng này. Ba lô này. Đó. Hay quá rồi. Nhìn thấy cái này là một bộ huy chương mà không ở đâu có được. 26 năm collection. Những cái huy chương này đó, bên này đó là bên huy chương bên quân sự. À. Cái bên này đó là huy chương bên dân sự. Chợ nghĩ thế nào về cái lưu dụng này? Cái này đó, tôi xem qua đó, thật ra tôi rất cảm động. Bởi cái này đó, nó quý cái chỗ là gì? Cho những cái thế hệ mai sau, con cháu mình lớn lên đó, nó mới biết tại sao ông bà của nó đó ở tại nước Mỹ. Thành cái ngày mà mình nghĩ là mất nước đó, mới có đi qua đây. Thì cái chuyện đó là cũng như tiếp nối cái truyền thống của nước Mỹ. Những mấy thế kỷ trước đó, cũng biết bao nhiêu người qua nước Mỹ đi tìm tự do. Mình cũng vậy. Mà con cháu mình đó, nó đâu có hiểu. Nếu không có những cái di tích lịch sử như thế này đó, làm sao nó biết được. Cái đó, cái công hành lớn lắm. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi sang cái chỗ kế tiếp rồi. Cảm ơn Nguyễn Xuân Vinh. Ba ông đại tá mà ba cái binh chủng. Góc bên này là của một ông nhảy dù đánh trận Điện Biên Phủ, mấy anh này bên anh hải quân. Đó. Còn cái bộ quần áo này thì là bộ quần áo của một anh lính kèn quốc gia ở trong quân đội Pháp là 550. Bộ quần áo này 550. Có cái sapo kia đi trở tiếp, sapo được rút đấy. Đấy, cái kẹp đấy. Và lúc mà ông Bảo Đại mới về thì ông ấy lập quân đội quốc gia mà vẫn còn là Tây đấy, cho nên đeo thêm cái vàng ba gạch ở trên góc. Đấy, lúc đó là đơn vị, còn là Pháp. Thế rồi sau đó thì mới chuyển ra đơn vị quốc gia. Và đi trưởng thấy ở đây là toàn là nữ quân nhân sinh nhật. Thấy không? Hôm nay không có chứ đánh nhé, coi anh Bùi Đức Lạc, bộ quần áo thì của Đức Lạc. Cái áo kia của đại tá Phạm Văn Trung, còn cái áo này là của đại tá Hà Mai Việt. Cái khu này đó, như trưởng, là tôi làm một cái bản đồ này. Bản đồ này bằng gang. Mà có cái ý nghĩa là cảm ơn toàn thế giới đã nhận các thuyền nhân bằng gang. Mà trong này không có biên giới, để chỉ rõ là những nước ở trên thế giới này nhận cái người Việt Nam thuyền nhân đấy, nghĩa là họ giang tay ra nhận mà không có nề hà là cái biên giới ai cả. Và đặc biệt cái bản đồ này đó tôi làm đó là đem cái Thái Bình Dương vào chính cái bản đồ nào cũng vậy đó, của Mỹ hay là của các thế giới in đấy, cái Thái Bình Dương nó bị chia đôi thành một bên này bên này. Ở đây mình đưa Thái Bình Dương nó vào giữa. Cái hình ảnh này là hình ảnh trung úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là cấp bậc mà ông cũng thích nhất phải không? Trung úy là ngon lành nhất. Bây giờ liên trưởng có thể nào lên được 20 bậc thang nữa không? Đi trời rồi đi trời phải không? Đáng đi rồi hay lắm đấy, hay vậy nha. Còn cái này đó, tôi nghĩ là có thể liên trưởng biết được huy hiệu là Drago, là của các đơn vị chiến đấu ở chiến trường Đông Dương. Cái này ấy là chỉ có liên trưởng nhìn mới biết đọc được. Đây nó có cả cái huy hiệu của cái Bình Xuyên này, quân đội quốc gia Bình Xuyên này, Hòa Hảo này, cái này là GM Công Tum, các đơn vị nhảy dù. Ờ,
còn một Việt Nam mỗi lần vấn đề anh Tư cũng có đêm đường Tiêu Đồng Ba, Tiêu Đồng Ba, à Tiêu Đồng Ba, dạ, Tiêu Đồng Ba, dạ rồi dạ, dạ, tất cả, bởi vì giá mới cứ giờ giống anh ở dưới, đó, cái giờ giống như anh Vũ Văn Lộc. Tôi thì tôi tưởng đồng bộ nó ở Bạc Liêu thành nó mới cứ vợ Bạc Liêu. Bên này em đi chuyển là cái hình ảnh của những người ở trong trại tù cảnh. À, trong trại tù cũng chuẩn đó. Đây, đó. Mà trong này đó có hình của ông Trơn bên này đang ngồi bên này đó, có hình của ông Trơn bên này. Đấy. Thiền á, ngồi thiền. Đó. Đấy, mỗi một cái quân binh chủng nó đều có một cái bộ quần áo khác nhau hết. Nhiều ông mà sang đến bên này cũng không nhận ra hết, bởi vì chỉ biết được một góc thôi. À. Đấy. Chứ còn 7 của tôi à. Đấy, sư đoàn 7 nè. Đấy, ok. Đây. Sư đoàn 7, sư đoàn 21 đó. 21 kìa. 21 kìa. Đó, sư đoàn 7, sư đoàn 21. Đấy. Sư đoàn này đầu tiên đi thao dược ở ngoài Trung. Đúng rồi. À, Mỹ mới tổ chức theo sư đoàn mẫu. À, thao dược cấp sư đoàn mới đầu tiên. À, đầu tiên. Còn cái sư đoàn kia đó, về cứu ông Diệm ở sư đoàn 21. Cứu ông Diệm đó. Sư đoàn mấy? 21. Này, trên kia đó tôi có bằng cái bộ quần áo này. Bộ quần áo của ông Hải quân kìa. Hải quân Nguyễn Văn Lịch kìa. Là ông Tô Đốc biết đấy. Áo của ông Lịch đó, đấy, có hình. Ở giữa này thì là cái áo của ông cục trưởng cục quân vận. À. Rồi áo bên này là của ông không quân đại kỳ công đó nha. Dạ. Nghĩa là con cháu chúng mình á luôn luôn giếng này sẽ nhớ cộng mình. Dạ, cảm ơn. Rồi. Lúc 4 giờ chiều, phái đoàn rời Việt Museum lên đường đến viếng đài kỷ niệm chiến sĩ Hoa Kỳ hy sinh tại Việt Nam, cách nơi đây khoảng 10 phút lái xe. Đài kỷ niệm những người con của San Jose được khánh thành hôm 30 tháng 3 năm 2013, có chiều cao 1m8, dài gần 4m, ghi tên của 142 chiến binh đã hy sinh tại chiến trường Việt Nam. Đấy. À, quân binh chủng. Hải lục không quân. Cái này nó cái ủy ban này làm tốn kém gần 100.000, 70 mấy ngàn, bị tổng cộng lên 100.000. Ông Vũ Văn Lộc cho biết ý nghĩa của chuyến viếng thăm này. Thưa quý vị, ở đây là các niên trưởng đến thăm cái gọi là cái tượng đài kỷ niệm 142 chiến binh sinh trưởng ở San Jose đã hy sinh trên chiến trường ở Việt Nam. Chúng tôi rất là hân hạnh để được giới thiệu với quý vị, quý niên trưởng Đô đốc Trơn, Đại tướng Khiêm, Thiếu tướng Bình và tất cả các thân hữu đến đây để mà gọi là bày tỏ tấm lòng đối với lại những người trai của San Jose mà 40 năm về trước đã hy sinh tại Việt Nam. Sau khi chụp hình lưu niệm, mọi người tiếp tục lên đường đến địa điểm thứ ba để xem trước cuộc triển lãm do IRCC tổ chức tại Lầu 5, Thư viện King Downtown San Jose sẽ diễn ra từ ngày 24 tháng 4 đến 30 tháng 5 năm 2013. Ông Vũ Văn Lộc cho biết mục đích của cuộc triển lãm này. Cuộc triển lãm này đặc biệt là dành cho tháng 4 và đồng thời nữa, tháng 4 là tháng quốc hận đau thương. Nhưng mà tháng 5 đó là tháng được tuyên dương là tháng của Á Châu, Thái Bình Dương. Thành cái triển lãm này là làm tháng 4 và tháng 5. Mà mục đích chính là triển lãm này là dành cho 35.000 sinh viên của trường Đại học San Jose State